Những sự thật thú vị về con cừu, 10 sự thật đáng ngạc nhiên về cừu. Thứ nhất là thuật ngữ. Cừu cái được gọi là ewes. Chỉ trong vòng vài phút, những con cừu non mới sinh có thể đứng và đi lại với bầy gần như ngay lập tức. Thứ hai, cừu cũng giống như dê, có đồng tử hình chữ nhật. Đồng tử hình chữ nhật của chúng cho phép chúng có tầm nhìn từ 270 đến 320 độ. Điều này có nghĩa là nó có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ xung quanh mình, ngoại trừ những gì ở ngay phía sau mà không cần phải quay đầu lại. Điều này đặc biệt hữu ích đối với cừu, cần phải luôn đề phòng những kẻ săn mồi. Thứ ba, cừu có khứu giác tuyệt vời. Chúng thậm chí còn có tuyến mùi trước mắt và trên bàn chân. Thứ tư, có hơn 1.000 giống cừu khác nhau trên toàn thế giới. Với tất cả các giống khác nhau này, tồn tại một số đặc điểm rất độc đáo và có thể nói là khác biệt. Một số giống cừu như là Hebridean và Navajo Churro sở hữu gen Polycirrus, có nghĩa là chúng có khả năng mọc 2, 4 và thậm chí là 6 sừng. Ngoài ra như là cừu Raka, đặc biệt ở chỗ cả cừu đực và cừu cái đều sở hữu cặp sừng dài hình xoắn ốc. Cừu Nazi có bộ lông dài và mượt chứ không xoăn như những giống cừu khác. Thứ năm, con cừu chúng có những kỷ niệm cảm xúc thật tuyệt vời. Một nghiên cứu tiết lộ rằng những con cừu có thể nhận ra tới 50 khuôn mặt cừu khác và ghi nhớ chúng trong 2 năm. Trong nghiên cứu này, những con cừu đã học cách phân biệt giữa 25 cặp cừu bằng cách kết hợp một con cừu từ mỗi cặp với một phần thưởng thức ăn. Sau đó, những con cừu đã được kiểm tra vào những khoảng thời gian khác nhau và người ta nhận thấy rằng những con cừu có thể nhớ những khuôn mặt dẫn đến phần thưởng thức ăn cho đến 2 năm sau đó. Các nghiên cứu khác cho thấy chúng có khả năng học và nhớ cách điều hướng các mê cung phức tạp. Thứ sáu, cừu có thể tự chữa bệnh cho bản thân mình. Cừu sử dụng thực vật và các chất khác không có giá trị dinh dưỡng đối với chúng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tật và dạy chính cừu con làm điều tương tự. Thứ bảy, cừu là loài động vật phức tạp về mặt tình cảm. Cừu có khả năng trải qua nhiều loại cảm xúc giống như con người. Nhiều nghiên cứu đã làm nổi bật khả năng cảm thấy sợ hãi, tức giận, buồn chán, buồn và hạnh phúc của cừu. Những con cừu không chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc cơ bản, mà cảm xúc của chúng có thể rất phức tạp và bao gồm những tương tác giữa cảm xúc và nhận thức. Ví dụ, điều này rất khó tin, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cừu có thể là những người bi quan và lạc quan. Thứ 8, cừu có một rãnh ở môi trên chia đôi. Rãnh này được gọi là phi chùm. Cừu là loài ăn cỏ rất kén ăn, ăn có chọn lọc và chỉ thích ăn những loại thực vật tốt nhất. Phi chùm cho phép chúng chọn lá và các thảm thực vật khác mà chúng thích. Thứ 9, cừu là loài động vật có tính xã hội cao và rất thông minh. Cừu hình thành mối quan hệ bền chặt với nhau, chẳng hạn như mối quan hệ giữa mẹ và cừu con và các tình bạn khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cừu có thể nhận biết và phân biệt giữa các biểu hiện cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như là hình ảnh những con cừu với biểu hiện bình tĩnh, biểu hiện giật mình và biểu hiện sợ hãi. Đây là một kỹ năng rất quan trọng mà cừu phải có, vì học được cảm giác của những con cừu khác là cơ sở để hình thành các mối quan hệ xã hội. Cừu thậm chí có thể nhận ra khuôn mặt của chính con người. Và thứ 10, cừu không có răng ở hàm trên phía trước. Thay vào đó, răng dưới ép lên vỏ miệng trên cứng để phá vỡ thức ăn.